tiểu đoàn là tình Samba, và bây giờ là sự xuất hiện của cặp đôi chủ nhà mang số báo danh 83, Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Ánh. Của Nguyễn Trung Kiên cùng với Phạm Hồng Anh đã kết thúc. Và là lúc mà người hâm mộ tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Giáo dục và Thể thao Long Biên sẽ rất hồi hộp. Dẫn đầu cho tấn này vẫn đang là cặp đôi tới từ Philippines. Giờ sẽ là điểm số của Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh, 8,4, 8,2 và 8,4, với điểm số 33,388 điểm. Cặp đôi của Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu ở nội dung điệu đơn Latin Samba.